Hôm nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 11 nhằm thảo luận đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị cũng đồng thời cho ý kiến các tờ trình về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và sơ kết 4 năm thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2025. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các ngành kinh tế của tỉnh duy trì sự tăng trưởng khá, một số ngành đạt kết quả nổi bật như thu ngân sách đạt trên 74% nghị quyết, số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng 24% so với cùng kỳ, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 48,4%, dịch vụ cảng tăng 5,94%, an sinh xã hội được đảm bảo, tỉnh từng bước thực hiện chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực, công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều cải thiện. Công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhận định, 6 tháng đầu năm nay, tỉnh vẫn còn những tồn tại hạn chế như 19 trên 34 chỉ tiêu kinh tế xã hội và 3 trên 6 chỉ tiêu công tác xây dựng đảng đạt thấp hoặc chưa đạt nghị quyết đề ra. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường còn nhiều hạn chế. Tại hội nghị, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022, tờ trình dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tờ trình về dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về tiếp tục thực hiện đề án số 04 năm 2017 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là những nội dung, những chủ trương quan trọng góp phần giúp tỉnh thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta có tổng nguồn sau khi rà soát là 10.573 tỷ, bao gồm nguồn kích dư của giai đoạn trước 2000 chuyển sang là 677 tỷ, điều chuyển vốn chương trình đề án là 673 tỷ, chuyển nhiệm vụ dừng của 21 dự án là 1.115 tỷ, chuyển vốn 27 dự án của giai đoạn sau là 2.936 tỷ và nguồn dự phòng là 5.170 tỷ. Qua 4 năm thực hiện thì tính đến cuối năm 2021 thì giá trị sản xuất của nông nghiệp công nghệ cao đã đạt chiếm được 32,8% tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp. Trong đó lĩnh vực trồng trọt công nghệ cao chiếm tỷ trọng khoảng 15,97%, chăn nuôi chiếm tỷ trọng khoảng 61,33%, nuôi trồng thủy sản chiếm 15,4%, vượt chỉ tiêu đề án giao. Phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh các chỉ tiêu kinh tế, xã hội chưa đạt, thúc đẩy hơn nữa các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã đạt, tập trung vào 4 lĩnh vực trụ cột kinh tế của tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ rõ, 6 tháng cuối năm thách thức sẽ nhiều hơn thuận lợi, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tiếp tục nỗ lực. Cái thách thức đối với chúng ta lớn nhất đó là nội dung công việc của chúng ta nhiều hơn so với 6 tháng đầu năm và kể cả so với năm 2021. Để làm sao chúng ta triển khai cái gói đầu tư của chúng ta từ bây giờ cho đến hết 2026 để ngốn và tiêu được, giải ngân được gần 100.000 tỷ. 100.000 tỷ này trong vốn của bản thân của tỉnh chúng ta bỏ ra trên 60.000 tỷ. Trung ương, vốn trung ương quản lý 40.000 tỷ. Với khối lượng công việc như vậy, nếu chúng ta không thay đổi thì chúng ta không có cách nào chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ. Và có ai hỗ trợ chúng ta nữa không? Báo cáo các ông chí không? Cũng là chính bộ máy chúng ta thôi. Nên chúng tôi cho rằng là cái sự thách thức của chúng ta là như vậy. Như chúng ta tin tưởng là chúng ta làm được. Ông Phạm Viết Thanh đề nghị trong 6 tháng cuối năm phải hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ,
tổng kết nghị quyết 53 và chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ giai đoạn từ nay đến 2030, tầm nhìn 2045. Đồng thời, đề nghị ban hành dự thảo nghị quyết mới, Bí thư Tỉnh ủy cũng quán triệt công tác kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng, tiếp tục rà soát báo cáo và hoàn chỉnh quy hoạch bổ sung cán bộ của nhiệm kỳ. Đồng thời chuẩn bị cho quy hoạch mới nhiệm kỳ 2025-2030.